Ôn kinh than gia giảm, ngô thủ du 12 g, quế chi 8 g, đương quy 8 g, bạch thược 8 g, xuyên khung 8 g, nhân sâm 10 g, cam thảo 8 g, hương phụ 6 g, độc hoạt phòng phong 8 g, tang ký sinh 12 g, đỗ trọng 12 g, ngưu tất 6 g, cách dùng sắc uống. Em xin phép hết ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Nào các bạn nhận xét đi, xem là có vấn đề gì cần phải. Đây là một bệnh nhân tương đối là khó nhá, không phải là dễ. Em Đầu thưa tiên cô, cái hội chứng tiền kinh này em cũng tìm trên mạng nhưng mà không có tài liệu về y học cổ truyền. Thế nó thì không có em, vâng, em chỉ tra được một cái tài liệu của bệnh viện Từ Dũ nhưng mà lại về y học hiện đại. Vâng. Thế thì thế không? cái hội chứng tiền kinh này thì họ có như vậy là chủ yếu vào hai cái rối loạn. Thứ nhất là cái rối loạn dạng cơ thể, và thứ hai là những cái rối loạn dạng cảm xúc với hành vi. Rối loạn dạng cơ thể thì có chướng bụng, đau vú, căng ngực, mụn trứng cá, thèm ăn, thay đổi khẩu vị, phù, ứ nước, đau đầu, rối loạn tiêu hóa. Thế còn những rối loạn dạng cảm xúc hành vi thì có mệt mỏi, kích thích, thay đổi tính khí, trầm cảm, quá khích, khóc vô cớ, xa lánh bạn bè gia đình, hay quên, khó tập trung. Thế thì dựa trên những hai cái dạng rối loạn này thì bệnh viện Từ Dũ họ theo cái tiêu chuẩn chẩn đoán của bên Mỹ thì là tức là tiêu chí chẩn đoán theo Đại học California ở San Diego thì là ít nhất là có một rối loạn cơ thể và một rối loạn cảm xúc suốt 5 ngày trước khi có kinh ở mỗi 3 kỳ kinh trước. Đấy thì em chỉ tra được về y học hiện đại như thế chứ còn y học cổ truyền em tìm không có cô ạ. Vâng, chỉ có tiền hậu mãn kinh thôi chứ còn tiền kinh không. Thế Vâng. họ có nói điều trị thế nào không? Dạ thưa cô thì trong cái của bệnh viện Từ Dũ thì không có điều trị cô ạ. Vâng. Họ chỉ đưa ra cái chẩn đoán thôi ạ. Vâng. Đấy, vấn đề là gì? Vấn đề là phải điều trị được đúng không? Các bạn đợi một tí nhá, máy của cô đang hết điện, cô đang phải tìm cách từ sáng. Vâng ạ. Họ có một số cái giải pháp khắc phục cô ạ. Đây xong em đọc. Vâng. Thế thì Các cái giải pháp em đọc luôn được không ạ? được đọc đi. Cái giải pháp khắc phục hội chứng tiền kinh của họ là thứ nhất là sử dụng nội tiết. Thì họ sử dụng estrogen, progestin hoặc là thuốc viêm tránh thai. Thế các thuốc triệu chứng thì họ họ sử dụng thuốc lợi tiểu. Thuốc magie, thuốc vitamin B6, thuốc an thần hoặc là nhuận tràng. Vâng. Và cái giải pháp thứ ba là giải pháp cân bằng về dinh dưỡng. Vâng. Thì là tránh những cái chất kích thích như là cà phê gây mất ngủ hoặc là bia rượu, thuốc lá. Vâng. Thế về dinh dưỡng thì họ khuyên là sử dụng những cái thực phẩm ví dụ như là sử dụng thực phẩm nhiều canxi có trong bơ sữa này rồi sữa chua bánh mì vâng. Thế thực phẩm nhiều magie ví dụ trong các cái loại rau rau củ quả vâng. Và rồi thực phẩm nhiều B6 ví dụ như thịt gà cá khoai tây trứng. Thế thực phẩm nhiều vitamin E ví dụ như trong lạc vâng. Thưa cô thế thế đấy, họ chỉ có cái điều trị như vậy còn cái liều cụ thể thì không có vâng. Rồi, thế tóm lại thì là người ta sẽ có thể sử dụng bằng nội tiết tố đúng không? Vâng ạ. Vì đúng là cái hội chứng tiền kinh này nó xảy ra
trong cái kỳ kinh nguyệt hoặc là trước khi có kinh vài ngày, đúng không? Nên là Dạ. chắc chắn là nó liên quan đến nội tiết tố rồi, người ta dùng nội tiết tố, đúng không? Hai nữa là người ta sẽ điều trị triệu chứng. Ba nữa là người ta thay đổi, muốn thay đổi cái cơ địa của bệnh nhân bằng cách là thay đổi cái tập quán ăn uống không lành mạnh chẳng hạn, ví dụ như thế, hoặc Vâng. thay đổi các cái loại các cái chất vi chất vân vân. Tóm lại là như thế, đấy là nước Mỹ người ta điều trị như thế, đúng không? Dạ vâng Thế ạ, nhưng mà thực ra thì ở Việt Nam ấy thì cũng chưa có cái giải pháp cụ thể nào. Đấy. Cơ chế thì cũng mập mờ chưa rõ ràng, đúng không? vâng ạ. Đấy. Thế nhưng mà y học cổ truyền thì cơ chế của nó thì lại khá là rõ ràng. Đấy. Thế giờ cô nói về cái bệnh này rồi tí nữa chúng ta quay lại cái bệnh án này thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn, đúng không? Vâng ạ. Thế thì là cái cơ chế của y học cổ truyền ấy là các bạn biết là sắp khi có kinh. Cái câu này thì cô lại cứ phải nhắc đi nhắc lại. Trước đây cô cái bài rối loạn kinh nguyệt của các bạn cô cũng đã nói đi nói lại rồi. Tức là cơ chế là gì? Sắp khi có kinh, đây là sinh lý nhé, sinh lý kinh nguyệt của phụ nữ là sắp khi có kinh thì khí huyết của tất cả các tạng phủ sẽ dồn về xung nhâm để gì? Xuống huyết hải rồi tràn vào bào cung. Khi mà bào cung mãn đầy thì tạo ra kinh nguyệt. Tức là sắp sửa có kinh đấy, tức là cũng trước khi có kinh khoảng 1 tuần chứ cũng không phải là đúng ngày có kinh, tức là nó phải dồn về từ 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 từ. Đấy, chứ không phải là cái đùng một cái là nó sẽ đầy mãn đầy được, đúng không? Thế tức là trước khi có kinh khoảng 1 tuần thì là như thế. Khi mà khí huyết từ các tạng phủ dồn về bào cung để tạo ra kinh nguyệt rồi thì khí huyết của tất cả các tạng khác sẽ thiên về gì? Thiếu thiếu hụt, đúng chưa? Nó dồn về thì nó sẽ ưu tiên ở phía đấy rồi thì khí huyết của gì? Của các tạng phủ sẽ bị thiếu hụt. Mà nó thiếu hụt ở đâu thì nó biểu hiện triệu chứng ở đấy. Đúng chưa? Thì khi mà khí huyết nó thiếu hụt thì cái chức năng của cái tạng phủ đấy nó sẽ bị trục trặc, nó sẽ bị giảm sút. Ví dụ nếu mà chức năng của tạng tỳ bị giảm sút thì bệnh nhân có thể là gì? Thì mà chức năng của tạng tỳ là gì? Các bạn học rồi thì các bạn cứ tự suy ra được. Chức năng của tạng tỳ là vận hóa thủy thấp này, vận hóa thủy cốc này, vận hóa đồ ăn thức uống này, đúng không? Rồi tỳ khí hư thì lại tỳ khí lại có chức năng là thống nhất huyết. Thế nếu mà chức năng của nó giảm sút thì bệnh nhân có thể có triệu chứng là phù thủng, bởi vì thủy thấp nó đình trệ lại, lan tràn ở bì phu thì nó có thể gây ra là phù thủng, đúng chưa? Hoặc nếu như mà nó mà gì không vận hóa được thủy cốc thì có thể bệnh nhân chướng bụng đi ngoài thậm chí là bị đi ngoài khi có kinh, hoặc là trước khi có kinh là bệnh nhân cứ có cái biểu hiện là bụng trướng rồi đi ngoài phân nát, đúng chưa? Hoặc là nếu như mà chức năng của tạng can bị ảnh hưởng thì can khí sẽ không điều đạt được, can khí uất kết lại thì gây ra các cái triệu chứng như là ngực sườn căng tức, vú căng tức, đúng không? Rồi uất ức, bực tức. Tinh thần thì có thể là hưng phấn hoặc không không có hưng phấn đâu mà chỉ có trầm cảm. Đúng không? Rồi khi mà khí huyết dồn về bào cung thì khí huyết ở đầu não sẽ bị giảm đi, thế nên bệnh nhân đấy là có thể là cảm giác như là đau đầu chẳng hạn, có thể là đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Rồi khí huyết ở tạng thận mà bị giảm sút thì cái chức năng của thận cũng bị giảm sút thì có biểu hiện là gì? Có thể là đau lưng, mỏi lưng, đúng không? Bình thường nhá, nếu như bình thường mà các tạng phủ đấy là nó hoạt động tốt thì nếu khí huyết dồi dào, đúng không, thì khi mà nó bị giảm sút một chút thì nó cũng có vẫn thể là gì điều hòa được thì nó không biểu hiện là bệnh. Nhưng mà nếu mà cái tạng đấy bẩm tối nó đã bị bệnh rồi, đúng không, nó đã bị bệnh rồi thì khi mà khí huyết nó giảm thì cái bệnh đấy có thể là ngày thường nó chưa biểu hiện, như đến cái lúc hành kinh nó sẽ biểu hiện. Ví dụ như có người chả đau lưng bình thường không đau lưng, như đến lúc hành kinh thì lưng rất là đau thì chứng tỏ là tạng thận nó đã gì, đã bị ảnh hưởng rồi, nhưng mà nó chưa biểu hiện ra
nó chưa đến mức nặng để mà biểu hiện ra, nó vẫn điều hòa được, nó vẫn gắng gượng được. Hoặc là ví dụ như can khí hốt tết cũng thế, can cũng thế. Ví dụ bình thường thì bệnh nhân có thể là cũng không đến nỗi bực tức, không có nỗi uất ức trầm cảm lắm. Nhưng mà đến khi mà sắp sửa có kinh hoặc khi có kinh thì rất là bực bội. Thì chứng tỏ là can khí uất kết đã tiềm tàng rồi. Tức là người ta nói là bẩm tố can khí uất kết. Hoặc tỳ cũng thế. Đấy, vân vân. Được chưa? Thế đấy là một cái cơ chế. Thì cái cơ chế này các bạn hiểu rồi gì? Thế các bạn đã giải thích được chưa? Vâng ạ. Hoặc ví dụ như mặt mọc mụn chẳng hạn. Cái hiện tượng mọc mặt mọc mụn là do gì? Theo các bạn nghĩ thì là mụn đấy là do gì? Ví dụ một bạn mà có cái mụn ở mặt chẳng hạn thì một bạn khác lại sẽ nói là chắc là nhiệt rồi đây, ăn nhiều thức ăn cay nóng quá, nhiệt rồi đây đừng ăn các đồ nóng nữa, có đúng không? Tức là gì, phải có nhiệt, phải có thấp nhiệt, hoặc là gì mụn, nếu mà nó có hóa thành những cái mụn mà có đầu mủ đấy thì là chính là gì, thấp uất hóa nhiệt, tức là thấp nhiệt thì mới mọc mụn được, đúng chưa? Thế thì cái nhiệt đấy thì là do gì, nếu như mà không phải là ăn cái đồ mà cay nóng ở bên ngoài cả thì cái nhiệt đấy chính là nhiệt nội sinh của cơ thể, người ta gọi là nội nhiệt. Thì nhiệt đấy có thể là do là gì, can khí uất, thường là dương thịnh huyết nhiệt, mà thường là do can khí uất hóa nhiệt, đúng chưa? Can khí uất lâu ngày thì hóa nhiệt đấy, các bạn vẫn học rồi đấy, đúng không? Hoặc là thấp uất thì hóa nhiệt. Thế thì cái thấp uất hóa nhiệt này thì có liên quan đến tạng tỳ, đúng chưa? Thế thì nếu mà tỳ hư không vận hóa được thủy thất đình trệ lại thì nó cũng vẫn có thể là nó mà đi lên trên bên trên thì nó có thể là mọc mụn ở mặt và kết hợp với cả can khí uất hóa hỏa. Thì nó sẽ tạo ra những cái mụn đó, hiện tượng mụn đó. Vì và tại sao thì là trước khi hành kinh thì nó lại mọc rộ lên và gì đến khi hết hành kinh nó dần dần là nó lui dần rồi khỏi. Sau đó thì gì? Đến kỳ sau thì nó lại như thế. Thì cái vấn đề này nó liên quan hai tạng can và tỳ. Bởi vì sắp sửa có hành kinh thì cái chức năng sơ thì khí huyết dồn về bào cung để tạo ra kinh nguyệt nên khí huyết của gì tạng can và tạng tỳ đều thiếu, nên chức năng gì, chức năng của hai cái tạng đấy bị ảnh hưởng. Đối với tạng can thì là can khí vốn đã uất, bây giờ lại càng uất hơn thì nó sẽ hóa hỏa, hỏa độc nó sẽ đi lên mặt và tạo ra mụn. Kết hợp với cả cái thấp của tạng tỳ không được vận hóa thì thấp nhiệt đó nó sẽ kết hợp lại và tạo ra mọc mụn ở mặt, gọi là mình có thể gọi là trứng cá cũng được, hoặc là nói chung là viêm nang lông đấy, đại thể là như thế. Nên là đối với những trường hợp này thì ngoài cái việc mà đi đến da liễu người ta chỉ lặn mụn thôi hoặc là người ta bôi thuốc thôi thì mình phải gì, phải điều trị cho bệnh nhân. Thứ nhất là phải thay đổi tập quán ăn uống, thứ hai là phải kiện tỳ trừ thấp, thanh nhiệt trừ thấp, kiện tỳ sơ can thì bệnh nhân mới khỏi được tận gốc. Còn nếu không thì chỉ có da liễu họ mà chỉ làm ở bên ngoài thôi thì không có thua đấy. Thì đấy là nói nên là mọc mụn nói chung nhé, còn bệnh nhân này thì nó lại khác tí đấy nhá. Vâng ạ. Bởi vì nếu nó giống thì người ta điều trị nó đã khỏi rồi, đúng không? Nếu người ta suy xét về cái cơ chế mọc mụn mà đúng thì người ta điều trị khỏi rồi, bài thuốc của người ta là rất là chính xác, nhưng mà cái cơ chế nó lại không thế đâu nhá. Thì đấy, vừa rồi là cô nói cho các bạn biết là cái cơ chế của một trong các cái cơ chế, có hai cơ chế
của hội chứng tiền kinh thì một là gì? Một là cô vừa nói rồi thì các bạn đều hiểu hết rồi nhá. Bây giờ đến cơ chế thứ hai, đó là khi có kinh thì vì khí huyết dồn về bào cung để tạo ra kinh nguyệt. Vì vậy nên là khí huyết cái lúc đấy vì nó dồn về nhiều quá, nên là nếu như mà một bệnh nhân mà có biểu hiện của ứ huyết, tức là huyết ứ, thì đến cái lúc đó thì huyết ứ, cái tình trạng huyết ứ lại càng tăng. Các bạn cứ tưởng tượng như là hiện tượng tắc đường ấy, đúng không? Ví dụ như là đường mà nó không bị tắc thì dòng người cứ thế đi. Còn nếu mà nó mà đã hơi tắc thì người dồn về đấy, càng dồn về nhiều thì cái sự tắc nó càng tăng lên. Thì huyết ứ này nó cũng thế. Thì đây chính là cái cơ chế thứ hai để giúp chúng ta giải thích một vài các cái hội chứng tiền kinh. Đó là một trong các hội chứng đấy là thể hiện ở cái bệnh nhân này. Đó là huyết ứ. Còn cái cơ chế thứ nhất ấy, thì nó giải thích rất là nhiều, đại đa số là các hiện tượng tiền kinh. Còn cơ chế thứ hai thì nó giải thích ít hơn, nhưng nó cũng là một trong các cái cơ chế sinh lý, một trong các cái biểu hiện sinh lý của kinh nguyệt, của y học cổ truyền. Đấy, thì chúng ta cứ dựa vào đấy. Ví dụ như là các bạn thấy là cái hiện tượng thống kinh chẳng hạn, cô giải thích hiện tượng thống kinh cũng là một hiện hội chứng tiền kinh nhá. Thì cái thống kinh đấy thì đau, cái biểu hiện đau của thống kinh thì các bạn, như các bạn đã học ấy, đau thì có cơ chế là có hai cơ chế đúng không, là gồm những cơ chế nào, là một bạn nhắc lại cho cô tại sao lại đau. Đau ấy thì cũng nghĩ cái này các bạn đều biết chứ, là gì, là do là bất thông thì tắc thống. Một là bất thông tắc thống, đúng không? Hai là bất vinh thì tắc thống. Nhưng một là gì, nếu mà không thông thì sẽ đau. Hai là gì, không được nuôi dưỡng thì sẽ đau, đúng không? Thì đối với cả thống kinh, Tại sao thực chứng thì lại đau vào đầu chu kỳ và hư chứng thì lại đau về cuối chu kỳ? Cô đã giải thích chưa? Đó. Cô giải thích chưa? Chưa giải thích à? Chưa giải thích. Nhưng mà các bạn học bài thống kinh rồi chứ đúng không? Bài thống kinh là ai dạy đây? Lý thuyết là ai dạy bài thống kinh nhỉ? Lý thuyết thì các bạn học thì đáng lẽ cô giáo phải giải thích chứ, đúng không? Thôi nếu mà không giải thích thì giờ cô giải thích vậy nha. Có bạn nào biết không? Bạn nào biết được cô cho thêm 0,5 điểm thi, được chưa? Thưởng luôn 0,5 điểm. Cái này dễ mà, tại sao lại các bạn học bài thống kinh các bạn phải biết chứ, phải biết như thế. Tức là gì? Cô có một cách học như thế này nhá. Các bạn học ấy, nếu mà các bạn chỉ học thuộc không ấy, nó dễ quên lắm. Nếu các bạn học cơ chế thì nó sẽ rất là lâu quên và học rất là thấy nó có vẻ là có một cái gì đó có hứng thú trong học tập. Chứ còn nếu cứ học
học thuộc, học bài nọ thì nó lại đè lên bài kia. Cái ngành y của chúng ta học rất là nhiều đúng không? Cái gì cũng phải thuộc, mà cô ghét nhất là học thuộc. Mình học cơ chế mình chỉ học cái gì nó vắn tắt thôi, nhưng mà nó lại nhớ lâu, hiểu không? Thế bây giờ giải thích nhá. Các bạn nào giải thích được không? Bạn nào xung phong không? Em thưa cô, em hiểu là đau ở đầu chu kỳ kinh mà có do thực chứng thì là do là cái cơ tử cung nó tăng co để nó đẩy cái huyết ứ ở trong buồng tử cung ra. Còn đau ở cuối chu kỳ trên nền bệnh nhân hư chứng là do cái huyết cái kinh nguyệt này sau khi được tống ra ngoài rồi đấy thì nó sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu và không nuôi dưỡng được cái niêm mạc tử cung, nó dẫn đến tình trạng bị đau do thiếu máu ạ, thiếu nuôi dưỡng ạ. Em hiểu như vậy ạ. À, bạn loát bạn nói nhưng mà cũng chưa phải là bạn bạn giải thích. Bạn giải thích cái sau thì còn tạm được, như cái trước chưa giải thích được. Nhá. Kiểu gì thì cơ tử cung chẳng phải qua phải 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 co bóp, nhưng mà đây người ta đang giải thích cái kiểu cơ tử cung co bóp. Bạn hiểu không? Là như thế này, bạn giải thích cái phía vế đằng sau thì còn tạm được, nhưng vế đằng trước chưa được. Tại sao sao lại đau do thực chứng? Thực chứng thì đau vào trước khi có kinh. Bởi vì đấy, cô vừa mới là nói rồi, thế còn gì, cơ chế hình thành kinh nguyệt rồi còn gì, là do huyết ứ. Đau do thực chứng tức là do kinh mạch bế tắc đúng không, tức là huyết ứ. Thế thì sắp sửa có kinh thì khí huyết đúng không sẽ dồn về bào cung để tạo ra kinh nguyệt, nên là nếu bản thân nó là đã ứ huyết thì đến cái lúc đó thì huyết ứ lại tăng lên. Và khi huyết ứ thì tăng lên thì đương nhiên là nó sẽ phát cơn đau rồi còn gì. Bình thường cũng ứ huyết đấy nhưng tại sao nó không đau? Bởi vì nó phải đến một cái ngưỡng nào đấy thì nó mới thành ra đau, đúng không? Một cái ngưỡng ứ nào đấy thì nó mới thành ra đau, đúng không? Thì khi mà sắp sửa có kinh thì bắt đầu huyết ứ ở đó sẽ tăng lên. Và nó tạo đến một cái ngưỡng và bệnh nhân sẽ phát ra cơn đau, đúng chưa? Vì vậy nên là gì? Nên thực chứng thường là đau trước khi có kinh và trong những ngày đầu thứ nhất, thứ hai, còn những ngày sau khi kinh ra được rồi thì bắt đầu cái ứ đấy nó sẽ giảm dần hết đau. Và cái cơ chế tại sao là đau ở kia thì bạn loát bạn cũng đã nói được một chút. Tức là khi mà sắp hết kinh mới đau. Bởi vì sao? Bởi vì vốn thì đã là gì, khí huyết hư. Đúng không? Đau do khí huyết hư mà. Hư chứng là khí huyết hư mà. Vốn là khí huyết hư. Thì cơ tử cung đã gì? Đã kém nuôi dưỡng rồi. Nhưng mà khi mà kinh huyết ra một lượng nhất định thì cái khí huyết hư này nó đã hư, nó càng hư và nó cũng lại đạt được đến một cái ngưỡng. Ngưỡng hư đó. Và nó sẽ gì? Phát tác ra cơn đau. Đúng chưa? Đấy thì là thống kinh. Thì như thế là đau do thống kinh. Thì như thế nên các bạn phải dựa vào cái đặc điểm của cơn đau là cự án hay là thiện án, rồi đau lúc nào, thời gian nào, để các bạn xác minh là gì, thống kinh do thực chứng hay hư chứng nha, để chúng ta điều trị có hiệu quả. Thì đấy, lại lạc sang bên thống kinh rồi. Thôi bây giờ là đấy là cái cơ chế của. Nhưng mà cái trong cái thống kinh này các bạn biết không, dù có hư chứng hay thực chứng thì cái vấn đề mà gây ra cơn đau lớn nhất, cái cơ chế mà chiếm ưu thế đó vẫn là gì, là huyết ứ. Nếu kể cả hư chứng cũng có thể gây, cũng gây ra ứ huyết. Ví dụ khí hư thì cũng gây ra huyết ứ đúng không? Rồi can thận hư cũng có thể gây ra huyết ứ. Đúng chưa? Nên là gì? Nên là tại sao cái lúc mà có kinh thì sắp sửa có kinh đấy, trước 7 khi mà chúng ta điều trị thống kinh ấy, thì trước khi có kinh 7 ngày thì chúng ta đều phải gì, áp dụng cái pháp gì, hoạt huyết, dưỡng huyết để cho kinh ra thuận lợi và giảm đau. Đúng chưa? Kể cả hư chứng chúng ta cũng phải áp dụng. Nhưng mà cái cách áp dụng ở hư chứng và thực chứng nó khác nhau, đúng không? Nếu thực chứng thì chúng ta có thể dùng các
các cái bài thuốc nó mang tính chất hoạt huyết mạnh hơn, ví dụ như là nếu mà khí trệ thì chúng ta có thể dùng cách hạ trực tứ thang, đúng không? Nếu mà khí trệ mà gây ra huyết ứ đó, hoặc là hàn ngưng huyết ứ thì chúng ta có thể dùng tiểu phúc trực tứ thang. Đấy. Còn nếu mà hư chứng mà gây ra đau bụng kinh đấy thì chúng ta cũng hoạt huyết, nhưng mà hoạt huyết dưỡng huyết, đúng không? Hoạt huyết dưỡng huyết thì chúng ta dùng những cái bài nó nhẹ nhàng hơn, vừa hoạt huyết nhưng nó lại dưỡng huyết, ví dụ như là tứ vật gia giảm. Bạn có thể ra thêm, đừng không cần phải đào nhân hồng hoa đâu, bởi đây là hư chứng. Bạn tứ vật bạn ra các vị như cây huyết đằng, ích mẫu, đúng không? Cây huyết đằng, ích mẫu, thưa cô, thêm táo nhân an thần được cô nhỉ? Hả? Thêm toàn táo nhân an thần cũng được cô nhỉ? Em thưa cô, cho em hỏi với ạ. Táo nhân an thần thì nó không mình phải tùy, nếu bệnh nhân mà không có biểu hiện về tâm mình cũng không cần, mình chỉ cần nó hoạt huyết rồi nó giảm đau là bệnh nhân tự nhiên là nó sẽ. Còn mình an thần ở đây là mình lại, em đừng đừng mang y học hiện đại để ghép nó vào, hiểu không? An thần thì nó sẽ giảm đau, không cần mình như thế. Vâng nhá. Em thưa cô thể cho em hỏi cái chỗ thống kinh này, đang nói thống kinh thì cho em hỏi một câu được không ạ? Em thưa cô là cái thống kinh này thì em thấy là có trường hợp là kiểu những người mà lứa tuổi cao thì họ trước khi hành kinh thì em thấy họ hay đau kèm, chẳng hạn như là như cô lão, theo cái cơ chế của cô thì em thấy là có hiện tượng hoa mắt chóng mặt, để có hiện tượng của cái đau lưng ấy, thì cái đau mà cái thống kinh mà cô đang nói theo hai cái cơ chế này là cái thực chứng và hư chứng, là cái đau là đau sau này là chỉ cô chỉ đang nói là cái đau bụng dưới phải không ạ? Đau thống kinh ấy còn gì, chứ không phải là tiền kinh. Không, có nghĩa là cái bây giờ có nhiều kiểu trường hợp bệnh nhân là nhiều tuổi rồi thì cái kèm theo cái đau của kèm theo cái bụng dưới này, người ta đau các cái triệu chứng kèm theo khác thì người ta lại đau lúc trước hành kinh ấy. Ý em là nói như thế á. Cô chưa hiểu, cô vẫn chưa hiểu là thế nào. Em chẳng nói hạn lại như là những người độ khoảng ngoài 40 tuổi ấy, thì trước khi có hành kinh ấy thì họ thường hay đau kèm, chẳng hạn như là đau đầu hoặc là họ sẽ có đau lưng đấy, ý có nghĩa là đấy chính là hội chứng tiền kinh nhá, đấy chính là hội chứng tiền kinh và nó có cả thống kinh kèm theo nữa, đúng không? Vâng, thì em đang bảo là cái trường hợp ngoài 40 tuổi thì cái hư với cái thực này thì nó hay chung với nhau, thế nên là chính xác, đúng rồi, chính xác rồi, hư thực hay phối hợp với nhau, em nói đúng rồi. Kể cả thống kinh này hư thực cũng hay phối hợp với nhau mà. Thống kinh của người trẻ nữa ấy. Vâng. Và cái thống kinh này các bạn nhớ nhé là bây giờ thống kinh thì liên quan đến tạng nào? Liên quan đến tạng nào nhỉ? Hôm nọ cô cũng đã nói rồi mà. Cô đã nói rồi. Chắc chắn là cô nói rồi, nhưng tính cô thì nó hay quên. Thống kinh thì là liên quan đến can và thận, đúng không? Cô đúng không? Vâng, can thận, cô nói cả tạng tỳ nữa. Không, cô không nói tạng tỳ. Các bạn nói tạng tỳ như cô bảo không có tạng tỳ. Nha. Thống kinh thì liên can đến tạng can và thận. Đúng chưa? Tại sao lại như thế? Các bạn biết rồi gì? Không cần nói lại đấy nhá. Và có một câu chốt nữa thì quan trọng hơn. Nếu như mà thống kinh đã lâu rồi thì chắc chắn liên quan đến tạng thận. Tức là những cái thực ra là cái câu này không phải là của cô mà rút ra, mà sau khi mà cô nghiên cứu đọc sách các loại sách thì một số các cái chuyên gia, các cái giáo sư đương đại của Trung Quốc, người ta nghiên cứu thì người ta thấy là nếu như mà thống kinh lâu lâu là bao nhiêu năm thì ít nhất là cũng phải cả chục năm, hoặc là có người vừa mới có kinh lần đầu thì đã thống kinh thì chắc chắn liên quan đến tạng thận.
Và khi mà mình biết được như thế thì nếu mình hỏi nhân, người ta nói là tôi thống kinh lâu lắm rồi, nhưng mà tôi nghĩ là chắc là có kinh thì ai chả đau bụng. Nhiều người nghĩ như thế mà, có kinh thì ai chả đau bụng. Thế nên là gì, tôi cứ kệ, cứ uống thuốc giảm đau rồi cho nó qua chuyện. Thế nhưng mà những cái trường hợp mà thống kinh có tiền sử lâu rồi thì nhất định là liên quan đến tạng thận. Tức là thường là những người đấy là thận khí bất túc, thận âm hư tổn, và hoặc là thận dương nhá, hoặc là thận dương hư. Bởi vì thận dương hư thì nó làm cho cái bào cung nó bị hư hàn. Thận dương hư thì nó không ôn ấm được các cái tạng phủ trong cơ thể, thì nó có thể là gì, dẫn đến bào cung hư hàn. Hư hàn, đã gọi là hàn thì sẽ làm ngưng trệ khí huyết và gây ra thống kinh, đúng không? Hoặc là kể cả thận dương hư thì nó sẽ không gì ôn ấm được can, làm cho can lưu tiết kém, thì nó cũng lại dẫn đến thì can khí uất kết, và khí trệ lại dẫn đến huyết ứ. Tức là rất là nhiều con đường mà dẫn đến huyết ứ và gây ra thống kinh. Vì vậy nhá, nên là nếu các bạn mà thấy cứ thống kinh lâu rồi thì thế nào cũng liên quan đến tạng thận. Mặc dù là trên lâm sàng có thể các bạn hỏi triệu chứng thì bệnh nhân cũng cái triệu chứng đau lưng mỏi gối, bệnh nhân cũng khi là cũng chưa rõ, hoặc là các triệu chứng về thận chưa rõ. Nhưng mà nếu có tiền sử lâu thì bạn cứ ra thêm một vài vị bổ thận dương đi, thế nào cũng trúng. Được chưa? Và bây giờ chúng ta lại quay lại đi, không con lạc đề mất rồi. Chúng ta quay lại hội chứng tiền kinh. Khi hội chứng tiền kinh thì nó biểu hiện rất là đa dạng. Đây. Rồi cơ chế thì cô đã nói với các bạn hai cơ chế đó. Nó có thể biểu hiện là trước khi có kinh thì đau bụng, gọi là thống kinh. Trước khi có kinh thì, hoặc là trong khi nhá, thì đi ngoài, bị bệnh đi ngoài, rồi có người còn phát sốt phát rét, rồi có người thì trầm cảm, rồi có người thì phù thủng, đúng không, rối loạn tiêu hóa, rồi vú căng đau, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đúng không? Thì đầu tiên chúng ta phải, trước khi điều trị bằng y học cổ truyền thì chúng ta cũng phải cho bệnh nhân đi xét nghiệm đi nha, để chúng ta loại trừ những cái trường hợp tổn thương thực thể. Ví dụ phù thủng cũng biết đâu nó lại phù do thận hư hay là do suy thận hay là vân vân nha, hoặc viêm cầu thận thì sao, đúng không? Thì cứ giữ lại điều trị thì nguy hiểm, phải cắt cái xét nghiệm đều. Cô xin lỗi tí có điện thoại. Trước khi thì phải làm các loại xét nghiệm của y học hiện đại để phân biệt với bệnh về thận, về tim, rồi bệnh về vú, ví dụ u nang tuyến vú hay là ung thư vú hay là đủ các loại bệnh, đúng, bệnh về mũi. Tại sao bệnh về mũi? Bởi vì có trường hợp là trước khi có kinh thì bệnh nhân bị chảy máu cam chẳng hạn.
người ta gọi là đảo kinh. Đấy. Rồi bệnh về đường tiêu hóa, vân vân nhá, phải sẽ làm các loại xét nghiệm để gì? Loại trừ hết. Đây là cái bệnh này là do gì? Là hội chứng tiền kinh thôi chứ không phải là tổn thương thực thể ở đấy. Được chưa? Và người ta dùng rất là, tức là mỗi một thể thì người ta dùng một cái bài thuốc, nhưng tóm lại các bạn không cần phải nhớ hết, chúng ta chỉ cần nhớ một bài, một bài thuốc duy nhất. Đó là bài gì? Các bạn nào đoán ra được không? Cứ đoán bừa đi, đúng thì càng tốt, không đúng thì thôi. Em đưa cô có bài bài tứ vật đúng không? Không. Không phải bài tứ vật. Huyết phủ trục ứ thang. Không. Bài gì? Bạn đoán đi, không đoán nữa. Nào, đó là bài tiêu giao cắn. Hiểu chưa? Dễ không? Bài tiêu giao tán, gia giảm. Đương nhiên phải gia giảm rồi, đúng không? Tùy theo chứng mà gia giảm. Hội chứng tiền kinh hay gặp thể can uất khí trệ. Trị liệu thường chọn sơ can, dưỡng can. Tiêu giao tán là một bài hay được sử dụng nếu vận dụng chính xác. Thì bài này sẽ thu được hiệu quả cao. Đây này, người ta có đưa ra một vài cái gia giảm này. Nếu bệnh nhân uất ức, can mất điều đạt, gây ra tình trí thất thường. Phiền táo bất an, tinh thần uất, nhũ phòng căng đau, thì ra thêm hạ khô thảo. Uất kim. Nếu can uất khí trệ, huyết ngưng đàm kết. Can uất khí trệ, huyết ngưng đàm kết, gây ra nhũ phòng cứng đau có cục. Ra thêm uất kim, uất hạnh. Ra uất kim, quất hạnh hay là quất hạch, tức là cái hạt của quất ấy. Đan sâm để lý khí tán kết. Nếu mà uất hóa nhiệt, uất hóa nhiệt thì biểu hiện như thế nào? Biểu hiện là miệng khô đắng, lưỡi đỏ, mạch huyền hoạt xác. Thì ra thêm đan bì, chi tử. Đương nhiên là cái bài trên thì chúng ta phải bỏ sinh khương đi, đúng không?
quất kim, đan sâm, thiên hoa phấn, thạch quyết minh. Thiên hoa phấn, thạch quyết minh. Đẩy thanh can bình nhiệt. Nếu can uất hóa hỏa, thượng nhiễu thanh khiếu. Gây ra đau đầu. Thì dùng đan chi tiêu dao. Da uất kim, đan sâm, bạch tật lê. Địa long, chân châu mẫu. Để bình can trấn thống. Em đưa cô cái vị chân châu mẫu này nó là cái gì cô nhỉ? Nó là vị chân châu mẫu. Không, ý em là cái chân châu thì nó dễ rồi, nhưng mà nó có từ mẫu nữa thì không biết là nó cái phần nào của chân châu cô nhỉ? Thì nó cũng là thế đấy nhá. Dạ, nếu can huyết bất túc, gây ra mất ngủ hay mơ. Tâm quý thì dùng tiêu dao, gia thục địa. Tiêu dao, gia thục địa, bá tử nhân. Dạ dao đằng. Táo nhân. Long sỉ. Long sỉ là sinh long sỉ nhá, là sống đấy. Để dưỡng huyết. Để dưỡng huyết, nhu can, định tâm an thần. Nếu can thực khắc tỳ hoặc là can mộc khắc tỳ gây thấp thì thấp. Can mộc khắc tỳ thì gây ra tỳ hư và thấp đình trệ. Thấp trệ. Gây phù thủng, tiết tả. Thì sơ can kiện tỳ. Lợi thấp. Lợi thấp. Thăng thanh. Dùng tiêu dao tán hợp sâm linh bạch chuột tán. Nếu phù thủng thì ra chư linh trạch tả. Như này, đúng rồi, vẫn câu đấy. Nếu phù thủng thì ra chư linh trạch tả. Để lợi thủy thẩm thấp. Tóm lại, bài tiêu dao tán và các biện pháp gia giảm có thể trị chứng tiền kinh. Trị chứng tiền kinh thông qua sơ thông điều hòa. Thông qua sơ thông điều hòa, kiện vận ôn dưỡng, thanh hóa đàm nhiệt, làm cho khí cơ thăng dáng điều độ, xung nhâm khí huyết thông sướng. Tạng phủ công năng điều tiết. Và vận dụng đúng chính xác sẽ thu được hiệu quả mỹ mãn.
Đấy là hội chứng tiền kinh. Thì là như thế nha, chúng ta không cần phải nhớ nhiều nha, chúng ta nhớ mỗi cái bài tiêu giao tán để chúng ta ra giảng nhá. Thì chúng ta sẽ có thể điều trị được. Bây giờ chúng ta quay lại cái ví dụ trên đi. Nào, bây giờ là cái bài này là bạn bạn nào làm đấy? Hay là cả thì nhóm cô làm? Bạn là nào em làm? làm em ạ. Được rồi, bạn Loan làm. Ok, bạn Loan làm thì cô nhận xét là cũng bạn đã phát hiện ra được một cái điểm ở đây, đó là do phong hàn. Nhưng mà phạm vào kinh quyết âm can thì thực ra là phong hàn phạm vào xung nhâm thì đúng hơn, đúng không? Vâng ạ. Còn quyết âm can thì nó mình nhớ không không có cái gì là chưa có cái gì gọi là minh chứng là như thế, đúng không? Thì chúng ta nó muốn phạm vào đâu chỉ biết phong hàn, phong phong hàn đúng không? Cảm phải phong hàn đi, cứ nói là cảm phải phong hàn chung chung, đúng chưa? Chứ còn nó phạm vào đâu thì nó có thể là phạm vào ở đâu thì chúng ta vẫn có thể giải thích được, đúng không? Thì bạn đó đã gì đã phát hiện ra một cái điều đó nhá. Đương nhiên đây là một bệnh nhân khó thì chúng ta cũng như thế là bạn làm như thế này là cũng đã là rất tốt rồi nhá. Nhưng cái cơ chế của nó lại khác một chút đấy. Thì chúng ta thấy chúng ta đọc đọc cái bệnh nhân đọc cái dữ liệu của cái bệnh nhân này thì chúng ta thấy là bệnh nhân này đã điều trị ở khoa da liễu kéo dài, đúng không? Và bởi vì sao? Bởi vì là khi mà bệnh nhân đến khoa da liễu thì bác sĩ da liễu sẽ nhìn bệnh nhân với con mắt của một bác sĩ chuyên khoa da liễu. Người ta sẽ không 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 có các cái kiến thức chuyên sâu về phụ khoa y học cổ truyền nên là gì người ta sẽ không không thể điều trị đúng được, không hiểu cơ chế làm sao điều trị đúng được, đúng không? Mà đây chỉ là cái ngọn thôi, người ta chỉ điều trị cái ngọn, cái gốc của bệnh thì người ta không điều trị được, đúng chưa? Thì khi mà bệnh nhân thấy là cái bệnh này nó cứ liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt nên là bệnh nhân với đi đến khoa khoa sản để bệnh nhân khoa sản để khoa phụ phụ khoa đấy để bệnh nhân khám và điều trị đấy, chứ cũng không phải là bác sĩ gửi đi sang khoa khoa sản, được không? Thì đầu tiên bác sĩ ở khoa da liễu dùng pháp thanh nhiệt giải độc, đúng không? Dùng hoàng cầm, hoàng bá, hoàng liên, sơn chi, chi mẫu đại, địa phúc bì. Thì chúng ta nhận xét là bác sĩ này nếu như mà bác dùng cái bài này thì nó cũng đúng thôi. Tại vì mụn thì chúng ta nhất trí với nhau là mụn là do gì? Nhiệt độc kết hợp với thấp mà nó gây nên, đúng không? Nên là ông ấy dùng bài này là cũng hoàn toàn là đúng. Bởi vì ông ấy biện chứng là do thấp nhiệt nội uẩn tràn ra bì phu và gây ra bệnh, đúng không? Thế thì bây giờ trên là ông ấy dùng thanh nhiệt rồi. Bây giờ ông ấy mà không đỡ, bây giờ ông chuyển sang là sẽ dùng pháp táo thấp thanh nhiệt. Ông ra thêm các cái vị như là trạch tả rồi tỳ giải sa tiền, đúng không? Bạch linh, những cái thuốc mà kiện tỳ lợi thấp. Thì bệnh vẫn không đỡ. Tại sao lại như thế? Là bởi vì là ông đấy chỉ điều trị cái ngọn thôi nhá. Và khi mà ông đến khi mà bệnh nhân đến bác sĩ khoa sản thì hỏi kỹ thì thấy là bệnh phát vào mùa xuân, tức là do hàn tà xâm phạm làm thương tổn khí huyết.
Khi hàn tà xâm phạm thì khí huyết ngưng trệ và lâu ngày thì hóa nhiệt. Và cái nhiệt đó sẽ trở tràn ra bì phu và gây ra mụn. Các bạn có câu biết là có một cái câu nói là hàn cực thì sinh nhiệt, nhiệt cực thì sinh hàn, đúng không? Thì trong trường hợp này do là hàn tà nó xâm phạm vào khí huyết và nó gây ngưng trệ, và ngưng trệ lâu ngày thì gì? Sẽ uất nhiệt. Đấy, và chính cái nhiệt này thì nó làm gì? Làm trở trệ và làm ra gây ra các cái mụn. Vì vậy pháp điều trị thì bây giờ chúng ta phải điều trị là gì? Trên là chúng ta phải điều trị cái gốc, đó là hoạt huyết hóa ngưng, thanh nhiệt trừ phong. Trên cái bệnh nhân này thì chúng ta thấy người ta đã phân tích là tại sao là gì điều trị không hiệu quả. Thì người ta phân tích như thế này. Mụn nhọt được hình thành là do ngoại cảm tà nhiệt làm cho khí cơ không thông, bài tiết trở ngại, hun đúc trong bì phu mà gây nên. Tức là mụn nhọt đấy. Hoặc là tỳ vị thất nhiệt nội đình, thất nhiệt tràn ra bì phu gây bệnh, thì cô vừa mới nói rồi đúng không? Ngoài ra phế vị nhiệt thử thấp cũng có thể là uất kết bì phu gây ra bệnh. Bệnh này có liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, lâu ngày điều trị không khỏi, vì vậy chúng ta phải rút ra những kinh nghiệm sau. Một là nguyên nhân điều trị không hiệu quả. Bệnh mụn đa phần có liên quan đến nhiệt, vì vậy thanh nhiệt là đại pháp sử dụng. Thì lúc đầu thì bác sĩ này đã sử dụng hoàng liên giải độc thang. Để điều trị thực nhiệt, để thanh nhiệt lương huyết giải độc. Thanh nhiệt mặc dù dùng nặng tay nhưng vẫn không hiệu quả. Hai, mụn có liên quan đến thấp nhiệt. Vì vậy bác sĩ lại đổi thành thanh nhiệt lợi thấp, dùng tỳ giải thẩm thấp thang. Thì chúng ta thấy ở đây bác sĩ đã suy luận quy luật dùng thuốc có vẻ như chính xác, nhưng tại sao vẫn không có hiệu quả? Thì chúng ta thấy là hành kinh và xung nhâm thì có liên quan với nhau. Nữ tử lấy huyết làm gốc, lấy huyết làm dụng. Chính vì vậy điều kinh chủ yếu dùng tứ vật thang. Vì vậy nên là cô vẫn nói với học sinh là nếu các bạn mà tốt nghiệp cái phụ khoa này không nhớ được bài thuốc gì thì bài nhớ nhất là phải nhớ bài tứ vật, đúng không? Đấy, bài tứ vật các bạn ra giảm thoải mái. Nếu ra các thuốc thanh thì nó sẽ thành ra thanh nhiệt, một bài thuốc thanh nhiệt. Nếu ra các thuốc ôn ấm thì nó thành một bài thuốc ôn ấm cho các bạn. Nếu các bạn ra thuốc bổ thì nó thành ra thuốc bổ, mà ra thuốc tả thì nó thành ra một bài tả. Ra thuốc gì? Hoạt huyết thì nó thành ra một bài hoạt huyết, đúng không? Thế nên là các bạn có bác sĩ chả thuộc bài gì nhưng mà thuộc mỗi bài tứ vật thang vẫn điều trị ok nhá. Đấy, đúng không? Cái bài thuốc, bài tứ vật này, ra thuốc thanh tức là thanh nhiệt đấy thì nó thành ra thanh nhiệt, ra ôn ấm thì thành ra ôn ấm, ra thuốc bổ thì bổ ra hoạt hoạt, hoặc là ra thuốc lý khí thì nó thành ra thuốc lý khí. Đấy, muốn ra kiểu gì thì ra nhá, cứ lấy bài tứ vật để làm gốc, được chưa? Thế thì vậy nên là người ta nói là vì nữ tử lấy huyết làm gốc và cũng lấy huyết làm dụng. Điều kinh chủ yếu thì dùng tứ vật thang.
Hương này vừa dưỡng huyết, hoạt huyết, lại điều lý xung nhâm. Và người ta cũng sử dụng cho bệnh nhân này, đúng không? Và khi bệnh nhân sắp có kinh thì xung nhâm bào cung khí huyết thịnh, làm cho sự ngưng trệ càng gia tăng. Ngưng trệ tăng thì nhiệt uất càng tăng, sẽ thiêu đốt cơ bì và gây mụn nhọt, bắt đầu trước khi có kinh và trong thời lúc có kinh. Đấy, bây giờ nó lại nói nhắc lại nhá, là gì? Là khi mà sắp có kinh thì khí huyết thịnh, và khi mà khí huyết càng thịnh thì sự ngưng trệ càng gia tăng, và ngưng trệ càng gia tăng thì nhiệt uất càng tăng. Và vì vậy nên là gì? Nó sẽ thiêu đốt cơ bì và gây ra mụn nhọt, bắt đầu trước khi có kinh. Như phần trên đã nói, bệnh mụn này hình thành đa phần liên quan đến nhiệt. Bệnh nhân có tiền sử khởi bệnh sau khi cảm phải hàn. Hàn thì không thể gây bệnh mụn được. Nếu dùng ôn pháp thì không thể có hiệu quả được. Đấy nha, nên là bạn ấy này dùng ôn pháp này là bạn sai bét rồi nhá. Dùng ôn pháp thì không thể khỏi bệnh được. Thực nhiệt ở đây là do hàn chuyển hóa mà thành. Như nội kinh có viết, trọng nhiệt tắc hàn, trọng hàn tắc nhiệt, trọng âm tắc dương và trọng dương tắc âm. Tức là nhiệt cực sinh hàn, hàn cực sinh nhiệt, và âm cực sinh dương và dương cực sinh âm. Đấy nhá, đúng không? Tại sao vì vậy? Là bởi vì hàn ngưng làm cho khí huyết vận hành bất thông, có thể sinh ra ngưng trệ lâu lại hóa nhiệt, nhiệt uẩn lại thiêu đốt cơ bì mà thành mụn nhọt, bì phu của bệnh nhân lại có màu tím nhạt, lâu ngày không hết, có đúng không? Chứng tỏ rằng bệnh nhân này có ngưng trệ, hay bệnh nhân bệnh lâu ngày sẽ... Tức là màu tím nhạt đấy, màu tím là biểu hiện của sự ngưng trệ, lưỡi tím đấy, các bạn có nhớ không? Đây, tức là sẹo tím ngày không hết, tức là mặt khác thì bệnh lâu ngày sẽ chắc chắn là có ngưng trệ. Và bì phu lại biểu hiện ngứa nhiều nên là có liên quan đến phong. Tức là phong nó, khi mà phong hàn vào thì phong nó vẫn còn ẩn nấp ở trong cơ bì của bệnh nhân, đúng không? Vì vậy nên là dùng pháp hoạt huyết, hóa ngưng, thanh nhiệt, trừ phong. Hàn bây giờ không còn nữa, đúng không? Hàn nó đã chuyển hết thành nhiệt rồi. Nhưng hàn nó gây ra ngưng trệ chứ không, bây giờ hàn nó còn không còn nữa. Nên chúng ta không thể dùng ôn kinh thang được. Dùng phương tứ vật thang làm cơ bản, da giảm thêm, da những cái gì, da đan bì, địa long, kim ngân hoa, khương tầm để lưu phong, tử phù bình để giải độc khu tà thấu trần. Và bên ngoài da thì dùng cái long não là cái gỗ của cái cây long não, xong người ta sắc thành nước ấy để rửa, để hoạt huyết chỉ dưỡng, sắc rửa. Và bệnh nhân này điều trị dùng thuốc phù hợp chỉ 2 tháng sau thì bệnh nhân khỏi hết. Nha. Bệnh nhân này đã là một bệnh nhân có thật, thực sự, và người ta đã điều trị có hiệu quả rồi. 2 tháng sau thì bệnh nhân khỏi hết và không bị tái phát lại nữa. Tức là phải uống thuốc trong vòng 2 tháng ấy.
Thì đây là một cái bệnh nhân tương đối là khó, nhưng mà cô cảm thấy là cũng có thể là nó không hay gặp đâu, từ cái kiểu mọc mụn này thì nó không hay gặp nhá. Nhưng mà nó cũng có thể là sau này các bạn có thể gặp thì các bạn biết thì chúng ta sẽ có phương hướng để giải quyết. Còn bình thường ấy thì các cái cháu mà do ăn uống không điều độ rồi học hành căng thẳng uất ức, bây giờ nhất là cái bọn lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, cái bọn đấy nó học nhiều và áp lực học hành, rồi áp lực của bố mẹ đặt niềm tin vào con đại thể là như thế. Nhà tôi cũng có một bạn đấy, nên là gì, nên là gì, lúc nào cũng rất là căng ấy. Và vì vậy nên là nếu mà muốn điều trị cái mụn ấy thì là gì, phải sơ can giải uất, là như cái ban đầu mà cô vừa nói với các bạn ấy, là gì, sơ can thanh nhiệt, thanh nhiệt lợi thấp, kiện tỳ này. Đấy, ăn uống thì hay thích ăn cay, ăn nóng, ăn các cái đồ ăn sẵn đấy, thì là phải như thế. Rồi uống nước Coca rồi Pepsi minh tinh cả, đúng không, thì là phải gì, là những cái bạn đấy là phải, thứ nhất là phải thay đổi cái thói quen ăn uống, hai là phải sơ can thanh nhiệt kiện tỳ đấy. Em thưa cô, trong cái bệnh nhân này em có thể hỏi cô một chút được không ạ? Đấy, cứ hỏi đi. Em thưa cô là lúc mà em đọc cái tình huống của cô ra thì có phải em hiểu là cái bệnh nhân này là cách đây 3 năm sau khi mà đi phong hàn về thì là bệnh nhân có cái nổi mụn ở từ cẳng tay đến khuỷu tay. Thì sau đấy là bệnh nhân không điều trị gì thì 3-4 ngày là cái mụn đấy nó thành cái sẹo màu tím. Thì từ thần kinh sau là bệnh nhân là cứ trước hành kinh đấy là khoảng 7 ngày là bệnh nhân cứ có hiện tượng mọc mụn đấy, phải không ạ? Đúng rồi. Tức là nó cứ lặp đi lặp lại, chứ không phải nó chỉ mỗi bị cái đợt đấy thôi. Vâng, lúc mà, lúc mà cô chưa giảng thế này thì em hiểu là bệnh nhân này là mới đầu là cái phong hàn này nó ở phần khí, sau bệnh nhân không được điều trị cho nên nó sẽ chuyển vào phần huyết. Thì làm cho cái huyết của nó nhiệt nhiệt nên nó cái cho nên nó để lại cái mụn là mụn là mụn mụn tím đấy ạ. Thì em trước khi cô chưa giảng thì em lấy cái phương của bệnh nhân này là thanh nhiệt ngưng huyết, hành khí hoạt huyết khứ ứ, thì không biết là cái nếu mà được. Thế là bạn Bình này là nếu mà như thế thì còn được, là được nhá. Chính xác rồi. Tức là gì, là bạn phải, khi mà bệnh nhân là bạn đã phát hiện ra có cái huyết ứ ở trong cái bệnh nhân này, thế là được. Cái vấn đề mấu chốt là phải phát hiện ra là huyết ứ ở trong bệnh nhân này, đúng không? Đúng rồi, chứ không phải là hàn. Tại vì khi mà các bạn đọc vào cái câu này thấy là bệnh nhân đã cảm mạo phong hàn thì cứ nghĩ là gì, à là cái phong hàn này nó gây mụn. Phong hàn có gây mụn đâu, người ta vừa lý giải một loạt đây, phong hàn nó không phải gây mụn. Em thưa cô, nếu mà trong trường hợp này lúc mới đầu là em nghĩ là em sẽ cho ra cái tứ vật và em ra cho thêm cái vị lương huyết ý, thì có được không cô nhỉ? Được, cũng là gần được, gần được. Đương nhiên là không phải là chính xác lắm, là phải, nhưng mà cũng là được đấy nhá. Là khi bệnh nhân này cái huyết của nó nhiệt thì mỗi một kỳ nguyệt thì cái huyết nó dồn về nhiều, làm cho cái nhiệt của cái huyết này nó càng nhiều lên. Thì nên là em nghĩ trong trường hợp này là mình dùng các cái vị của nương huyết ấy, thì lúc đấy em đang nghĩ cái chiều hướng đấy. Đúng rồi nhá, chiều hướng đấy là cũng được nhá. Phải thanh nhiệt nhá, trừ phong hoạt huyết hóa ngưng đấy, chứ lại không phải là hàn. Đây nó không hàn này, nó lẩn khuất ở trong ấy và nó đã lâu rồi, nó đã bị chuyển hóa rồi. Và cái mụn này cũng không phải gây ra do hàn, mụn là do nhiệt nhá và thấp. Được chưa? Chính vì vậy nên là khi mà chúng ta mà điều trị là chúng ta nhất quyết là chúng ta phải hỏi hỏi bệnh nhân xem là đã được điều trị
bằng phương thuốc gì nhá, để chúng ta phải thay đổi, điều chỉnh nó đi, chứ không có bác sĩ mà điều trị rồi mình lại điều trị theo cái vết xe đổ đấy thì bệnh nhân sẽ không khỏi được mà nó tốn thời gian. Các bạn nào hỏi cô gì nữa không? Thế bao nhiêu kinh nghiệm là truyền hết cho các bạn rồi đấy. Em thưa cô, với các cháu mà nó đang độ tuổi đi học mà học hành căng thẳng, ăn uống điều độ thì cô như cô nói là phải sơ quan giải uất, thanh nhiệt lực thấp gì, thì em thưa cô là cái bài thuốc tiêu biểu dùng cho các cháu này Tiêu là dao, tiêu vâng, dao, vâng tiêu ạ, dao, tiêu dao đan chi nhá. Em vâng ạ, cứ dùng tiêu dao đan chi ra thêm một vài vị kiện tỳ vào nhá. Nếu mà nhiệt mà nó mà thịnh thì nếu mà nhiệt thịnh tức là mặt mọc mụn rất là nhiều mà có mụn mủ đấy, như kiểu trứng cá thì em dùng long đỏn đi nhá. Em có thể chuyển thành bài long đờm tả can thang. Sau đó thì nó đỡ rồi thì muốn mà duy trì thì em có thể là dùng bài tiêu dao nhá. Đầu tiên là dùng long đờm đi. Nếu mà mặt mụn nhiều mụn quá mà mụn nó đỏ đúng không? Mà có cái trứng cá nó to chẳng hạn. Cái vấn đề nữa là các bạn đấy là phải điều chỉnh chế độ ăn. Ăn nghỉ sinh hoạt vì bọn đấy là nó hay thức khuya chẳng hạn đúng không, hay thức khuya vâng ạ, thì sớm học hành chẳng hạn, như thế thì là nó cũng ảnh hưởng. Trước đây cô đã điều trị rất là nhiều bạn mới đầu tác dụng rất tốt, nhưng về sau bạn ấy ăn uống bạn ấy lại ăn tạp nham và thế là gì là nó lại bị, chứ còn nếu không thì tác dụng rất tốt. Cái bài tiêu dao này đặc biệt là các bạn điều trị đối với cả những cái bệnh da liễu, bệnh ở mặt mọc mụn trứng cá ấy, rất là tốt nhá. Ví dụ như là kể cả những người mà mặt nó cứ có mụn nhiều, trứng cá nó cũng không liên quan đến kinh nguyệt gì đâu, thì bạn cứ dùng bài tiêu dao da giả cũng được, rất là tốt. Ngày xưa cô hồi cô học bên Trung Quốc thì giáo sư của cô dạy cô thế. Có người trứng cá cả tháng chứ đâu có, thì đâu có liên quan gì đến kinh nguyệt. Thì Dạ các bạn vâng ạ. cũng cứ dùng tiêu dao nhá. Vâng ạ. Tiêu dao đan chi. Nếu mà trứng cá mà nó biểu hiện nhiệt thì chúng ta có thể dùng tiêu dao đan chi nhá. Thế nếu các bạn không, thế còn cái câu hỏi gì nữa nhỉ, các bạn nào trả lời được không? Em ơi, cô cho hỏi ạ. Ừ. Với trong cái trường hợp nào phụ nữ cho con bú mà bị áp xe vú ấy ạ, thì mình nên dùng bài thuốc gì ạ? Áp xe vú à? Áp xe vú thì nó có rất là nhiều nhá. Nó có rất là nhiều các cái giai đoạn. Mỗi giai đoạn thì chúng ta phải áp dụng một cái cách điều trị khác nhau. Đấy, thì bây giờ là nếu mà giai đoạn đầu thì chúng ta vừa mới bị xong thì chúng ta sẽ đắp lá bổ ngay. Đúng không? Rồi xoa bóp, rồi chườm nóng hoặc là chiếu đèn hồng ngoại để cho nó nóng cái chỗ đấy, nó giãn tuyến vú đi, xong xoa bóp xong rồi hút sữa. Nếu mà em bé mà vẫn còn bú được ấy thì là bạn sẽ cho em bé bú thật là nhiều vào, rồi còn nếu không thì phải hút sữa nhá, phối hợp với cả máy hút sữa. Em có thể đúng là bệnh nhân mà đã đang bị áp xe vú thì mình có lên xoa bóp không, tại vì vì nó đang bị nhiễm trùng như thế thì mình xoa bóp mình sẽ làm cái ổ nhiễm trùng nó lan tỏa, nó sẽ làm cho cái
không cái áp xe này nó không khu trú, mà có nghĩa ý là lúc mà nó đang bị áp xe này thì mình có lên xoa bóp không? Thì như em hiểu không nhầm thì là khi bị áp xe rồi là chống chỉ định của xoa bóp làm cho cái ổ nhiễm trùng nó lan tỏa hơn như sao ấy. Không, đây bệnh nhân đã bị áp xe, bệnh nhân tắc tia sữa mà. Tắc tia Đấy. sữa nó có nhiều giai đoạn, giai đoạn đầu là nó chưa, nó chỉ là gì, vú nó có cục, đúng không? Nó cương đau và nó bị gì ra, các cái tia sữa nó bị ấy và nó chưa bị áp xe, nó chưa thành mủ. Hiểu không? Nó mới bị giai đoạn đầu cơ mà. Và nên em thấy ghi bạn ghi là áp xe vú, cho nên em đang phân vân là cái chỗ khi mà áp xe rồi thì có Lúc liên mà nó quan. áp xe nó thành mủ rồi thì chúng ta không xoa bóp nữa, đúng không? Nhưng mà cái giai đoạn đầu của tắc tia sữa là phải xoa bóp nhá, và có khi là không cần dùng thuốc nó có thể thông luôn. Còn nếu mà đến lúc mà áp xe rồi thì chúng ta có thể là không xoa bóp nữa nhá, chúng ta chỉ uống thuốc thôi đấy. Và chúng ta đắp cho vợ bệnh nhân đắp lá bồ công anh nhá, để cho vẫn cho em bé bú đều, hoặc là rút sữa ra, nếu mà em bú em bé em không bú được thì có thể rút sữa ra. Còn nếu mà đến cái giai đoạn tiếp theo thì là cái giai đoạn bệnh nhân có thể sốt cao tại chỗ sưng nóng đỏ đau hơn và bắt đầu viêm mủ. Nếu mà mình mà nặn sữa ra thì có tiêm mủ, thì lúc đấy chúng ta phải thanh nhiệt giải độc khóa ngưng bài nùng và có thể kết hợp với kháng sinh. Thế thì thanh độc giải, thanh nhiệt giải độc là gì? Gồm có các cái vị như là kim ngân hoa, sinh ý dĩ, bồ công anh, tử hoa địa đinh, đương quy xích thược, bối mẫu, nhũ hương một dược, sơn giáp. Sơn giáp mà không có thì thôi bỏ đi nhá. Sơn giáp này bây giờ cái con TT nó cũng tuyệt chủng rồi, mà mình cứ cứ lấy vẩy của nó thì cũng không được. Con này mà mua về là vớ vẩn bị bắt là bị phạt đấy cô ạ, Ở vì nó đấy là một động vật quý hiếm rồi. Vâng. đúng rồi đấy, sắp sửa tuyệt chủng đến nơi rồi nên là thôi nhá. Tạo giác thích, cam thảo, nếu mà đấy là giai đoạn mà bệnh nhân mà bị áp xe rồi đấy thì chúng ta làm như thế. Còn cái giai đoạn đầu và giai đoạn áp xe thì chúng ta vẫn có thể là châm cứu. Như giai đoạn áp xe này chúng ta châm cứu, chúng ta sẽ châm xa ra nhé, châm xa cái ổ áp xe ra. Còn giai đoạn đầu thì chúng ta có thể châm xuyên qua cũng được nhé. Và cách châm thì cũng dùng rất nhiều chi kim châm cứu để châm xung quanh cái ổ áp xe đấy, cái ổ viêm đó. Hôm trước cô có nói với các bạn một cái trường hợp là do sữa tự chảy do khí hư, đúng không? Thì do khí hư nhiều quá mà thiếu sữa, sữa tự chảy thì một là các bạn có thể dùng cái bài trước, đúng không? Các bạn ra thêm các cái vị bổ khí. Hai là chúng ta có thể dùng một bài khác, đó là bổ chung ích khí thang.
bổ trung ích khí thang, ra thêm khiếm thực và ngũ vị tử. Khiếm thực, ngũ vị tử. Một cái trường hợp mà sữa tự chảy nữa nhá, thì cái trường hợp này này thì cô đã gặp rồi. Thì trường hợp này thì sữa tự chảy thì nó lại không phải là cô gặp ấy, là không phải là đang nuôi con đâu, mà tự dưng là khi có một cái bà ấy gọi hồi, có cái bà hồi cô còn làm bệnh viện Tuệ Tĩnh ấy, có một bà lao công ở đấy, thì bà ấy đến, bà ấy than phiền là tôi tại sao vú của tôi là nó cứ tự chảy ra cái chất một cái bà cái nước vàng vàng đây. Thế thì bà ấy không nuôi con, lúc đấy bà cũng không phải là đang nuôi con. Thế bà bảo bà cũng đã điều trị rồi nhưng mà không khỏi. Thế thì ngày đấy thì đáng lẽ là đối với những trường hợp này thì mình nên cho đi xét nghiệm prolactin hoặc là chụp tuyến yên xem mà có u tuyến yên hay là gì không, đúng không? Thế thế thì mình nên làm như thế, nhưng mà vì bà ấy thực sự là công nhân mà lại chả có tiền nên là bà cũng chả đi chụp, bảo bà như bà cũng chả đi chụp, bà bảo thôi cô cứ cắt cho tôi mấy thang thuốc để tôi uống, chứ tôi cũng không có điều kiện để đi chụp với cả làm xét nghiệm. Thế thì cô cũng bảo ừ, thế thì nếu như mà đấy là tùy thôi, cô cũng cắt cho bà ấy. Thế nhưng mà không ngờ là kết quả lại rất là hay, là rất là tốt. Chỉ 7 thang thuốc sau thì bà đã đỡ, và đến chỉ độ 2 tuần bà uống thuốc là bà đã khỏi. Bà đến bà ấy bảo bà ấy khỏi luôn, kiểm tra thì thấy khỏi thật. Đấy, thì đấy là một cái dạng là do can kinh uất nhiệt. Can, can kinh, kinh can ấy, uất nhiệt. Thế thì các bạn biết là cái kinh can thì nó đi qua đầu vú đúng không? Là khi nó bị uất nhiệt thì cái nhiệt nó sẽ làm nhiễu loạn, nó sẽ kích thích vào cái tuyến sữa, hay là đông y của mình thì nói là nhiễu loạn, thương thương tổn đến nhũ lạc. Kích thích nhũ lạc làm cho sữa nó tự sinh và tự chảy nhá, sữa tiết ra. Thì cái sữa tự chảy này lượng nhiều, đặc sánh. Đây nha, cái sữa tự chảy này, cái này thì các bạn có thể áp dụng kể cả không nuôi con hay đang nuôi con cũng đều được nhá. Các bạn hiểu không? Nhưng mà cái trường hợp này chúng ta sẽ so sánh với trường hợp cái do khí hư, thì sữa tự chảy nhưng mà lượng ít loãng, vú thì mềm nhẽo, sữa thì loãng trong, đúng không? Sữa tự chảy nhưng mà nó loãng, lượng ít nhưng mà nó loãng, và vú thì mềm nhẽo. Còn cái sữa tự chảy mà do can kinh uất nhiệt này thì vú nó căng đau, đúng không? Mà sữa thì nó có thể màu vàng hay màu sô-cô-la gì đó nhá, có thể sô-cô-la đấy. Nó vàng và lượng thì có thể nhiều hơn, và đặc sánh. Vú thì căng đau, tình trí thì uất ức, phiền táo dị nộ, miệng khô đắng, tiểu tiện đỏ ít, vân vân, tức là một cái hội chứng của can kinh uất nhiệt. Được chưa? Thì điều trị chúng ta sẽ dùng pháp là sơ can giải uất, thanh nhiệt, liễm nhũ. Liễm nhũ, dùng đan chi tiêu dao. Dùng đan chi tiêu dao, ra sinh mẫu lệ, hạ khô thảo. Đúng không? Đấy, ra sinh mẫu lệ, hạ khô thảo, được chưa? Thì đấy là hai cái bệnh mà sữa tự chảy. Thì cô chia sẻ với các bạn để sau này nếu mà có bệnh nhân thì biết. Đúng. Các bạn, các em với các anh, các chị hỏi thêm cô nữa đi. Nhưng là không, sau này gặp cô là khó lắm.
Đấy, hôm nay buổi cuối cùng đấy, bạn nào hỏi gì thì hỏi đi, còn nếu không thì nếu mà may ra thì chúng ta lại gặp nhau ở Y6, còn nếu không thì sẽ Y6 là cô khác dạy. Hoặc là trong cái trường hợp mà sữa tự chảy này thì các bạn có thể là kiện tỳ nữa, ví dụ như sữa nó tự chảy ra, vì người ta Đông y người ta quan niệm là cái chảy đấy là do thấp, đúng không? Thì thấp đấy thì có thể là do tỳ hư, thấp thịnh. Nên là đầu vú có thể chảy ra nước màu vàng chẳng hạn. Đấy. Bởi vì các bạn biết là cái kinh vị nó cũng đi qua bầu vú. Đấy. Nên là chúng ta có thể kiện tỳ. Đấy, kiện tỳ. Đúng không? Lợi thấp chẳng hạn. Ví dụ như thế. Thì chúng ta thì dùng một cái dùng cái bài trên này nhá, dùng cái bài trên này, hoặc là chúng ta có thể áp dụng bài dưới này đấy. À, không phải là bài thuốc đâu mà đây là một số các cái vị thôi, cô chia sẻ luôn với các bạn nhá. Thì chúng ta có thể dùng các cái vị như hoàng cầm, hoàng liên, bạch mao căn, ngẫu tiết, đan bì. Em thưa cô cái gì tiếp ạ? Ngẫu tiết, đan bì, cù mạch, biển xúc, sa tiền. Bạch linh. Đấy, thì chúng ta sẽ dùng các bài đấy nhá. À, thế giờ còn cái câu hỏi mà cô đưa ra đấy thì các bạn thấy thế nào? Rồi đã có ai trả lời được không? Tại sao các thuốc thẩm thấp lợi niệu này có tác dụng là lợi sữa, đúng không? Có phải đúng câu hỏi đấy không? Cô trả lời luôn nhá. Bây giờ chắc là chẳng có ai trả lời. Bởi vì là chúng ta biết là tam tiêu thì chủ về khí hóa, thông điều thủy lợi, thông điều thủy đạo, sự bài tiết và phân bố của sữa cũng là công năng của tam tiêu. Thuốc thẩm thấp lợi thủy dùng để thông nhũ bởi vì thuốc này có thể thông lợi tam tiêu thủy đạo. Tăng cường công năng khí hóa, tăng cường công năng khí hóa, tăng tác dụng bài tiết của toàn bộ cơ thể. Và nhân tiện là nói về cái thiếu sữa này thì các bạn cũng lưu ý cho cô một vài trường hợp mà ngoài những cái thể mà cô nói hôm qua ra thì còn có một cái thể nhưng rất hiếm gặp, nhưng mà chúng ta cũng phải lưu ý là ví dụ như thế này: một bà mẹ mà bị cảm mạo phong hàn, cảm mạo phong hàn hoặc là đã có tiền sử cảm mạo phong hàn, thế thì
tiền sử là mới vài cách vài ngày đây là cảm mạo phong hàn, hoặc hiện tại đang bị cảm mạo phong hàn, hoặc là cách vài ngày bị cảm mạo phong hàn hiện nay là chưa khỏi, thì có thể kèm theo thiếu sữa. Thì cái thiếu sữa đấy các bạn điều trị như thế nào? Thì trường hợp đấy là thiếu sữa là do gì? Thì cái trường hợp thiếu sữa này là do phong hàn bế phế, làm cho phế khí mất tuyên thông, phế khí uẩn trệ lại và gây ra thiếu sữa. Bởi vì các bạn biết đó là phế, phế thì chủ khí toàn thân, chủ về việc tuyên phát khí huyết tân dịch của cơ thể. Mà sữa thì do huyết hóa thành, nhờ khí mà lưu tiết. Phế khí uất trệ lại, tuyên dáng thất điều thì sẽ gây ra nhũ chấp bất thông. Nhũ chấp tức là sữa đó. Vì vậy muốn làm cho sữa tiết thì phải thông phế khí. Và người ta có thể dùng bài hương tô tán để tuyên phế phát biểu. Hương tô tán. Bài hương tô tán thì các bạn sẽ dễ dàng biết được xem là gồm có những vị gì, ví dụ như hạnh nhân, cát cánh, chỉ sắc, tiền hồ, kinh giới, thông thảo. Đúng không? Vâng ạ. Rồi xuyên khung, đương quy, trích thảo, đại táo, vương bất lưu hành, lậu lô. Thì chúng ta nhớ, thì chúng ta lưu ý một cái trường hợp như thế nhá. Nếu như mà bệnh nhân mà có liên quan đến cảm mạo thì chúng ta phải phải tuyên phế nhá. Bởi vì lúc đấy là nguyên do phế khí nó bị trệ, nó không thông sướng nên là nó gây ra thiếu sữa, nên là cũng có trường hợp như thế. Lúc đấy chứ chúng lúc đấy chúng ta bổ hay là chúng ta gì thì đều không được nhá. Thì chúng ta có hỏi gì nữa không? Em thưa cô cho em hỏi một câu với ạ. Em thưa cô là đối với trường hợp mà bệnh nhân bị tiền mãn kinh ấy, tiền mãn kinh thì trường hợp đấy bệnh nhân không đang đang có dòng kinh, đang có dòng kinh nhưng mà ra lượng ít, nhưng mà khi mà mình dùng thuốc vào ấy, tại sao bệnh nhân lại có nghĩa là bệnh nhân lúc đấy là khi mà dùng thuốc vào thì kinh nguyệt của họ ra ồ ạt nhiều hơn chứ không cầm được. Với lại không cầm được thì lúc này mình sẽ giải quyết như thế nào? Khi mà mình dùng thuốc thì mình sẽ giải quyết như thế nào? Và em không hiểu là tại sao lại có hiện tượng khi mà mình dùng thuốc vào lại như vậy. Và trường hợp thứ hai là kể cả em hỏi từ từ, em hỏi từ từ thôi. Chứ em cứ hỏi hỏi dồn dập một lúc cô còn chưa định hình ra là em hỏi gì. Một bệnh nhân rối loạn tiền mãn kinh. Vâng ạ. Dùng thuốc. Vâng, khi mà dùng thuốc bệnh nhân càng bị ra kinh nhiều hơn ạ, có nghĩa là bệnh nhân đang từ từ bệnh nhân dùng thuốc gì, em phải cho cô được cái thuốc gì thì cô mới biết được chứ. Bệnh nhân em dùng thưa thuốc cô gì? Là bệnh có nghĩa là bệnh nhân tiền mãn kinh này, bệnh nhân tiền mãn kinh và đang có hành mấy tháng nay không bị kinh và bây giờ và bây giờ bị kinh thì kinh nó ra ra nhiều ạ, kinh nó ra nhiều thì là đến đến phòng khám, đến phòng thuốc vào cắt thuốc để cho nó cầm kinh thì càng vâng cầm kinh. Nhưng thì càng từ từ bây giờ phải biết thuốc gì thì bây giờ mình mới giải quyết được chứ. Bây giờ thì bác sĩ cho uống thuốc gì? Em thưa cô là bác sĩ bác cho cũng là dùng thuốc đông y thôi. Ừ, anh bảo này dạ. Nói chậm lại một chút để anh còn gõ vào nữa. À vâng. Có nghĩa là thuốc đông y nó là loại thuốc gì? Em thưa cô là bác sĩ cho sử dụng các vị thuốc đấy là dùng bài lục vị thang cộng với lại các dùng bài lục vị thang cộng với lại các vị thuốc như hạn liên thảo,
thảo, hoè hoa, trắc bách, các vị thuốc cầm máu ạ. Nhưng mà bệnh nhân khi uống, vâng, nhưng mà khi bệnh nhân uống vào thì không cầm được cái kinh đó mà càng bị băng kinh ồ ạt hơn ạ. Thì em muốn hỏi rằng là cơ chế nào mà lại dẫn đến hiện tượng khi mà bệnh nhân đang bị rong kinh như thế mà lại dùng thuốc vào lại càng băng kinh nhiều hơn? Và đối với cả những bệnh nhân mà bị rong kinh trẻ, em cũng thấy hiện tượng như này ạ. Thì em không chưa hiểu được cơ chế của nó. Em cảm ơn cô. Rong kinh, đầu tiên là chúng ta trước một cái bệnh nhân như thế này thì chúng ta thấy là bây giờ chúng ta phải hiểu là rong kinh thì nó nguyên nhân nó là do gì, nó có những cơ chế nào mà gây rong kinh, nhất là những đối với cả cái lứa tuổi tiền mãn kinh này thì nguyên nhân gây rong kinh thì nguyên nhân là do gì. Hai là đầu tiên thì bạn phải đưa cho cô được các cái triệu chứng của cái bệnh nhân này. Đấy, tại sao bệnh nhân này bạn không làm bệnh án để chúng ta cùng bình luận, thì chúng ta mới bình luận được thì nó mới kỹ hơn chứ. Thứ nhất là triệu chứng của bệnh nhân này, bệnh nhân rối loạn tiền mãn kinh, nhưng mà cũng không phải bệnh nhân rối loạn tiền mãn kinh nào cũng giống nhau đúng không? Thì bệnh nhân rối loạn tiền mãn kinh này là cô là thể... triệu chứng của bệnh nhân này là có bốc nóng, có vã mồ hôi và kèm theo rong kinh ạ, kèm theo rong kinh kéo dài ạ. Thì thứ nhất là rong kinh ngày thứ mấy? Rong kinh đối với bệnh nhân này thì em thấy là rong kinh ngày thứ 15-16 rồi ạ. Lượng kinh càng đến ngày thứ 10 thì lượng kinh nhiều hơn khoảng 2 đến 3 3 3 ba băng vệ sinh trên ngày ạ. Và bây giờ là lượng ít trước khi có kinh, có nghĩa là ba chu kỳ, 3 đến 4 chu kỳ thì bệnh nhân đều bị rong kinh như thế này. Ok. Rong bao nhiêu ngày, kéo dài bao nhiêu ngày? 10 đến 12 ngày ạ. 12 ngày đúng không? Và bệnh nhân thấy hiện tượng này thì là đến bác sĩ đông y và cắt thuốc, thì bác sĩ đông y cắt thuốc cho như vậy ạ. Nhưng mà sau khi uống vào thì cái rong kinh đấy không cầm, lượng máu ra một cách ồ ạt. Thì em không hiểu cái cơ chế nào dẫn đến cái này ạ. Và em thấy em cái hiện tượng này... Cô vẫn chưa ấy, em phải nói rõ ra là thứ nhất là bệnh nhân đang ở ngày thứ bao nhiêu cắt. Tức là mình phải, bây giờ nhá, là mình phải biết được là bệnh nhân đang ở ngày kinh thứ bao nhiêu. Đấy, đang ở ngày kinh thứ bao nhiêu. Và ngày thứ bao nhiêu thì uống thuốc, em phải nói rõ ra như thế để cô giải thích cho. Vâng ạ. Có nghĩa là bệnh nhân đến phòng để đến phòng đông y để cắt thuốc là bệnh nhân đang bị rong kinh ngày thứ mấy? Ngày thứ đang mấy? Bị rong kinh của ngày thứ 10 12 rồi ạ. Ngày thứ 12 thì là lượng ít đúng không? Vâng, lượng cũng ít, 2 đến 3 băng vệ sinh trên một ngày ạ. Thế sau khi uống thuốc mấy ngày thì là lượng nó ra nhiều? Sau khi uống thuốc ngay thang đầu tiên ạ, có nghĩa là ngày thứ nhất và ngày thứ hai là ra một cách ồ ạt luôn. Ra ồ ạt mà ra rất nhiều đấy hả? Vâng, có nghĩa là lúc đấy người ta phải thay một buổi sáng thay tận 3 đến 4 băng vệ sinh luôn ạ. Thế bây hiện tại là bây giờ ngày thứ bao nhiêu mà kinh như thế nào? Cái bệnh nhân này thì trước đây em thấy thôi ạ, chứ còn bây giờ thì không có, mà trước đây em đã thấy. Trước đây em thấy khoảng 3 đến 4 trường hợp như thế này rồi ạ. Không, thì bây giờ cô mới hỏi thế ra ồ ạt, thế ra ồ ạt trong mấy ngày? À, bệnh nhân ra ồ ạt trong vòng 2 ngày thì bệnh nhân lại tìm đến bác sĩ đông y ạ. Tìm đến. Thế là tìm đến thì bác sĩ lại làm sao? Thì lúc đấy
lúc đấy không, lúc đấy thì bệnh nhân bác sĩ cũng điều chỉnh lại thuốc và bảo rằng cứ uống đi rồi là nó sẽ lại ra tê, ra ra xong ra hết, thì ra hết cái lượng máu đấy thì nó thì nó sẽ giảm, nhưng mà em thì chưa hiểu cái vấn đề này và cho bệnh nha. Từ từ thế thì cái bệnh nhân này lại vẫn uống tiếp để ra hết lượng máu đúng không? Thế về sau là nó có hết được không? Không ạ, bệnh nhân không quay lại nữa và hỏi lại thì là bệnh nhân đã không, có nghĩa là bệnh nhân không uống nữa bởi vì nó vẫn ra rất nhiều. Thế thì như thế này, đối với những cái trường hợp này thì thứ nhất là có thể là bác sĩ đã cho bệnh nhân, bởi vì là cái rong kinh thì là nguyên nhân nên là do cái niêm mạc ấy nó không dụng luôn thể một lúc ấy, hiểu không? Nên nó cứ dụng dỉ giả từng ít một, thì có thể bác sĩ này đã cho thuốc hoạt huyết để cho kinh nó ra hết, tức là cho cái niêm mạc nó dụng hết, nó giống như một cái nghiệm pháp gọi là người ta gọi là nạo buồng tử cung của đông y, à của tây y, thì cho nó hết, nó dụng hết cái niêm mạc đấy thì nó sẽ tái tạo lại một cái lớp niêm mạc mới. Hoặc là những cái trường hợp mà rong kinh kéo dài thì thường là nó có huyết ứ ở bên trong, thường là nó sẽ có cái yếu tố huyết ứ và thấp nhiệt, nên là các bạn sau này gặp bệnh nhân rong kinh nhá, mà mới rong kinh 1-2 chu kỳ thì không không gì, nhưng mà nếu mà rong kinh mà đã kéo dài một thời gian rồi, có những bệnh nhân mà cô gặp rong huyết vài năm liền cứ triền miên như thế thì chắc chắn là sẽ có yếu tố huyết ứ ở trên bệnh nhân, và lúc đấy nếu chúng ta không cho hoạt huyết thì không bao giờ cầm máu được. Ở đây hoạt huyết để cầm máu chứ không phải là hoạt huyết là để cho huyết nó ra một cách cứ thế nó ra, nó tiếp tục tiết diễn nó ra, mà hoạt huyết để cầm máu. Thì cô đoán là cái bệnh nhân này có thể là bệnh nhân đã cho thuốc, bác sĩ cho thuốc để cho hoạt huyết để nó dụng hết đi, và hoạt huyết ở đây là để cầm máu. Như bệnh nhân có thể là sợ quá mà không uống thuốc tiếp. Đấy là mình dự đoán như thế, chứ có phải bệnh nhân của mình đâu mà biết. Nên là bệnh nhân không sử dụng nữa. Hoặc là... Nhưng mà em thưa cô là bệnh nhân này thường... Nhưng mà trong cái đơn thuốc đấy là lục vị và các vị thuốc cầm máu mà. Thì nó có các vị hoạt huyết mấy đâu ạ? Thế em có nhìn được cái thang đấy không? À dạ có. Bởi vì cái thang thuốc đấy là lục vị và các vị cầm máu như chấp mách, hòe hoa và hạt liên thảo cô ạ. Bên lại có thạch học và thạch học mẫu lệ nữa, thì tất cả các vị đấy em thấy không có gì là hoạt huyết. Nhưng mà em thấy trường hợp này cũng nhiều. Trường hợp này em gặp 3 đến 4 trường hợp. Hoặc là nó lại có một cái trường hợp là như thế này. Nó là một cái dạng người ta gọi là nếu mà rong kinh mà trên 10 năm ngày thì nó chuyển thành ra rong huyết. Nó thành rong huyết. Mà rong huyết hay còn gọi là băng lậu. Băng lậu. Băng lậu tức là gì? Là kinh nó cứ ra ồ ạt, sau đó thì là gì? Nó ra ồ ạt, sau đó thì nó lại chuyển ra thành ra lậu, băng chuyển thành lậu, mà lậu lại chuyển thành băng, nó chuyển hóa lẫn nhau như thế. Và lúc nào nó cũng như thế mà nó không dứt được. Đấy, thì có thể là cái trường hợp này là nó chính là cái băng lậu chuyển hóa này. Tức là nó đúng vào cái dịp mà nó thành ra 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 nhiều thôi. Sau đó nó lại thành ra ra ít, nó lại chuyển thành ra ít. Hiểu không? Và nó chỉ trùng khớp với cả bác sĩ, chứ cái thuốc này nếu không có hoạt huyết thì nó không thể gây ra cái trường hợp này, mà đây là chính là cái người ta gọi là diễn biến của bệnh thôi, nó trùng lập vào cái bệnh nhân lại uống thuốc thôi. Chứ nó không có, chỉ có thể giải thích bằng 2 cách đấy thôi. Chứ bệnh nhân này nha, nếu mà đối với cả các cái triệu chứng mà em đưa ra thì bệnh nhân này hoàn toàn là bác sĩ điều trị này là được, là đúng, thang thuốc này không có gì là sai cả. Là bệnh nhân này là do âm hư,
thật âm hư mà sinh ra nhiệt, nhiệt mà gây ra trong kinh thì bác sĩ có thể cho bài lục vị, lục vị và phối hợp với các thuốc cầm máu là đương nhiên rồi, là đúng rồi, không phải sai. Còn ngoài ra thì bệnh nhân này còn có thể có các cái triệu chứng khác mà em chưa chưa kiểu chưa hỏi kỹ mà thì cô không biết, nhưng mà những cái triệu chứng này em đưa ra thì rõ ràng là bệnh nhân này thiên về âm hư, là thận âm hư đúng không? Âm hư mà sinh ra nhiệt mà nó gây ra trong kinh thì bác sĩ dùng lục vị ra những cái vị này là đúng rồi, còn gì? Không có gì sai. Bạn còn thắc mắc gì nữa không? Bạn Thắm còn thắc mắc gì không? Ừ, dạ vâng ạ, em cảm ơn cô ạ. Thế em cho cô cho em hỏi thêm một trường hợp là ví dụ như trường hợp mà các em trẻ mà rong kinh ấy, điều trị rong kinh ấy, thì nó cũng em cũng thấy rằng là cũng có hiện tượng là uống thuốc vào xong rồi là các ngày 3-4 ngày đầu tiên nó ồ ạt xong rồi là nó mới mới giảm, thì đấy là hiện tượng của ứ huyết và cứ thế lại uống uống tiếp vào cô. Một là trường hợp là rong kinh đấy là do huyết ứ, bác sĩ cho uống thuốc, cố tình cho uống thuốc hoạt huyết để cho nó bong hết niêm mạc và nó đấy là hoạt huyết để cầm máu, em hiểu không? Vâng, nhưng em thưa cô là trường hợp bài thuốc thì không phải là hoạt huyết mà là bài thuốc nó là bài bát chân thang cũng ra thêm các vị cầm máu như chắc bách hoè hoa hạn liên thôi ạ, nó không 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 có hoạt huyết gì mạnh. Thế cho nên nếu em... nó nếu vâng. nó không có hoạt huyết gì mạnh thì đấy là do diễn biến nó ra như thế thôi nhá. Không không nhưng... có nghĩa là diễn biến bệnh, nhưng em thấy em thấy rất nhiều trường hợp như thế ạ, thì em không hiểu cơ chế của nó là như thế nào mà nó lại dẫn đến hiện tượng như vậy. Thì vừa nói là do diễn biến bệnh còn gì. À vâng, vâng em cảm ơn cô. Một là diễn biến, hai là gì, là bác sĩ ví dụ như là bệnh nhân này là rong kinh không phải là do hư mà do thực chứng, như bác sĩ lại điều trị bằng cách bổ như thế, ví dụ em cho bài bát chân là bổ đúng không, là bổ như thế là không đúng thì bệnh nhân cũng không thể khỏi được. Ví dụ như là rong kinh thì nó có thể là do hư chứng, ví dụ như là do khí hư gây ra rong kinh, rong kinh lại có thể do thực chứng, ví dụ như là do huyết ứ gây ra rong kinh. Thì nếu như bệnh nhân mà là huyết ứ mà gây ra rong kinh cô mà bác sĩ lại dùng bổ, bổ pháp bổ thì bệnh nhân đương nhiên không khỏi được, không đỡ được. Em hiểu không? Mà lúc đấy phải là hoạt huyết thì nó mới là đỡ được. Hoạt huyết cầm máu. Trong kinh là có một là huyết ứ này, huyết huyết ứ này, khí hư và huyết nhiệt, đấy ba nguyên nhân đấy là chính. Còn nếu mà các em bé ấy, mà trong kinh ý, nhất là cái lứa tuổi thanh thiếu niên ấy mà trong kinh ý, thì thường thì nó có thể là do bẩm tố, có thể là thận âm hư, thận khí hư.
Các bạn không hỏi gì nữa thì chúng ta kết thúc tại đây nhé. Vâng ạ. Rồi, chúng em chào cô ạ. Ngày mai các bạn sẽ nộp bệnh án nhé. Các bạn chưa nộp được ngay bản giấy thì sẽ nộp lên trên nhóm cho cô nhé. Vâng, mai chúng gửi lên nhóm ạ. Ừ, ok. Em chào cô. Rồi, chào cô ạ. Em chào cô ạ.